Xin chào anh em, mình là Vinh. Và hôm nay mình lại mang đến cho anh em một cái chương trình cực kỳ hấp dẫn giữa Dewar và Solo Mộc. Thì anh em biết những cái chương trình kết hợp giữa hãng và Solo Mộc luôn mang đến những cái bất ngờ cũng như là những cái phần quà vô cùng hấp dẫn. Và cũng như đã hôm nay đã có nhá nhem, đã gọi là nhá hàng cho anh em rồi. Thì hôm nay mình mang đến cho anh em là cái thông tin chi tiết về cái chương trình là tích điểm mua hàng nhận ngay quà khủng, diễn ra vào ngày 6 tháng 4 và bắt đầu từ ngày 23 tháng 3 2022. Tất cả những anh em mua hàng thì Dewar tại Solo Mộc, lưu ý tại Solo Mộc nhé, thì anh em sẽ được tích lũy hóa đơn mua hàng. Tức là nếu anh em mua hàng ở đây hóa đơn bao nhiêu thì anh em sẽ được tích lũy hết với hàng Dewar. Lưu ý là sau khi đã trừ tất cả những khuyến mãi nha. Thì khi tích lũy xong thì được cái gì? Anh em tích lũy xong thì cứ 200.000 anh em sẽ được một số để anh em quay số. Và chương trình quay số sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 4. Và giải thưởng là cái gì? Đó, cái quan trọng nhất của ngày hôm nay là mình mang đến cho anh em giải thưởng. Giải thưởng chúng ta sẽ có 3 giải nhất, nhì, ba và những cái giải khuyến khích, kèm theo là những giải bí mật. Những giải đó nó sẽ tùy thuộc vào cái kết quả của chương trình. Càng nhiều người mua thì đương nhiên mình bán được càng nhiều thì mình mới có thể lấy cái kinh phí đó ra mình tặng cho anh em được. Thì đây là cái mặc định chắc chắn rằng anh em có tham gia thì anh em sẽ có cơ hội được nhận một trong ba phần quà này, nhất nhì ba từ hãng. Phần quà đầu tiên đó là một cục pin DCB240 của Dewar. Cục pin này đang bán với giá là 1.510.000 đồng. Đây là cục pin 4A thân dẹp đời mới, thì mình cũng sẽ cho anh em coi nó gần hơn để anh em thấy nó đã như thế nào. Những anh em nào là fan của Dewar rồi thì việc có pin thì không bao giờ là thừa cả. Pin là một cái mắc nhất trong của bộ máy pin. Cái hãng nào nó cũng như vậy hết. Và khi anh em mua một cái cục pin như thế này thì giá của nó thì anh em thấy là 1.510.000, đó không phải là một khoản số tiền nhỏ. Và hôm nay khi anh em mua hàng tại store là một chỉ từ 200.000 thôi. 200.000 cho hàng Dewar thôi là anh em đã có cơ hội quay số. Cơ hội thì đương nhiên mua càng nhiều cơ hội càng cao, nhưng mua nhiều cũng chưa chắc là đã trúng. Đó là những anh em nào nếu chúng ta yêu quý Dewar và chúng ta tin tưởng Solo Mộc thì anh em có thể ủng hộ bằng cách mua hàng Dewar tại Solo Mộc để có cơ hội nhận quà. Và đây là giải thưởng số 1 trong chương trình này. Giải thưởng số 2, wow, cũng là một sản phẩm cực kỳ hấp dẫn khác, đó là một cái túi đồ nghề, một cái sản phẩm mới của Dewar luôn. Sản phẩm này mới về hồi tháng 2 thì hôm nay mình lấy ra tặng luôn. Thì đây là một cái túi đeo hông của Dewar, trị giá của cái túi này là 500 mấy chục ngàn đó, mình cũng quên mất tiêu rồi. Nhưng mà nó cũng trên 500. Thì cái túi này rất là đẹp ha, và anh em có thể sử dụng để chúng ta trưng bày hoặc là chúng ta đeo đi làm rất là nhiều ngang. Và sản phẩm này thì sản xuất tại đâu ta? Instant. Sản phẩm này thì nó sẽ sản xuất tại Trung Quốc đây. Và sản phẩm số 3 là một cây thước rất là hấp dẫn, cây thước kéo 5m của Dewar. Cây thước 5m nhưng nó kéo được cho anh em tới 4m9. 4m9 là gì? Là cái khi mà anh em kéo anh em để nó nằm xéo xéo nè, 4m9 nó mới gãy. Đó, khủng khiếp chưa, khủng khiếp chưa. Hiện tại chưa có cái hãng nào trên thị trường có khả năng chế tạo một cây thước mà nó gọi là nó cứng như vậy hết á. Cây thước 5m mà kéo tới 4m9 là nó mới gãy, anh em biết nó khủng khiếp cỡ nào. Rồi đây là sản phẩm sản xuất tại Thái Lan, phủ nước lông, và ở trên đây nó có chống chối anh em ha. Và nó hai mặt luôn, hệ mét để chúng ta dễ xài. Thì sản phẩm này thì sản xuất tại Thái Lan thì giá nó đang bán thì tầm đâu đó cũng khoảng gần 500 ngàn cho cái sản phẩm này. Thì đây là ba cái phần quà nhất nhì ba dành cho những anh em có cơ hội quay số trúng. Ngoài ra thì anh em sẽ được thêm cái cơ hội là quay áo Dewar. Áo Dewar rất là đẹp luôn anh em nha. Rất là tiếc là hãng chưa có giao qua kịp để mình giới thiệu, và nón Dewar. Và những cái quà chẳng khác như là kèm chẳng hạn, kèm Solo Mộc một cây khoảng hơn 1 triệu hoặc là một số phần quà khác. Nói chung là đã quà của Solo Mộc thì không có cái nào mà nó giỡn hết trơn á anh em ha. Cái nào nó cũng là quà xịn á. Đó là anh em chơi thì anh em yên tâm. Và anh em cứ đơn giản là suy nghĩ như thế này. Bình thường thì anh em muốn mua Dewar thì anh em cũng phải mua thôi. Nhưng mà bây giờ anh em mua Solo Mộc á, đang có rất là nhiều cái chương trình. Thứ nhất là ngoài việc anh em mua được khuyến mãi nè, được free ship nè,
là nhiều sản phẩm được free ship, được trả góp nè. À đây thấy không? À, khuyến mãi nè, là giảm giá tặng quà nè, free ship nè, trả góp nè, là ba cái rồi, là anh em thấy khủng khiếp chưa? Rồi gì nữa nè, anh em được còn tham gia chương trình giveaway nè, anh em review, anh em đánh giá, anh em có cơ hội được chiến thắng nè, là như là 4 rồi nè. Rồi anh em được cái gì nữa nè, rồi em được tích điểm nữa nè, là 5 nè, tích điểm được cơ hội quay số nữa. Và anh em được cái thứ 6 là gì? Là lịch sử mua hàng tại Shop 1. Và cái lịch sử mua hàng này nó sẽ đi theo hoài hoài luôn, trừ khi nè, từng nào Shop 1 còn làm thì anh em còn sử dụng được cái lịch sử mua hàng đó. Lịch sử mua hàng sẽ giúp cho anh em có được tí tiếng nói khi mà anh em mua hàng tại đây, anh em anh đã từng mua hàng ở đây và em có ưu đãi gì cho anh không? Đại thoại như vậy anh em nhá. Thì đó là những cái ưu đãi, những cái đặc biệt anh em có thể có rất nhiều lựa chọn, mình biết có rất là nhiều chọn để anh em chọn, nhưng mình chọn cái nơi nào mà mình tin thì mình tin là ở Store 1 là nơi anh em có thể yên tâm gửi gắm cái niềm tin của mình, từ chất lượng sản phẩm đến dịch vụ mà mình cung cấp, cũng như anh em thấy là đâu có cái hãng nào hoặc là cái đơn vị nào mà có một cái sự hợp tác sâu và những cái chương trình, những cái chiến dịch giữa hãng và một cái người bán như mình. Và anh em biết là những cái chương trình mình làm ở Store 1 á, thì ở trên thế giới người ta cũng không có làm luôn. Đó là điều mình rất là tự hào luôn. Và Dewar anh em cũng biết là cái hãng sản xuất power tool lớn nhất thế giới hiện tại luôn. Tức là cái doanh số của họ đó có thể nói là xịn sò nhất luôn, nằm trong top 1 của thế giới luôn, tập đoàn SPD. Anh em có thể biết có rất nhiều những hãng khác, nhưng về số liệu thì hãng Dewar đang có cái số cao nhất. Tại sao họ có số cao như vậy? Đơn giản là vì gì? Họ có được niềm tin của khách hàng, niềm tin về chất lượng sản phẩm, về giá cả hợp lý và bảo hành 3 năm cho máy móc công cụ. Anh em thấy ghê chưa? Máy thì bảo hành 3 năm, pin sạc bảo hành 1 năm. Và những cái công cụ này anh em mua cũng được chính sách bảo hành, nhưng mà nó không phải là 3 năm thì công cụ Việt Nam thì nó không có chính sách đó. Nhưng ở đây chúng ta mua hàng, chúng ta vẫn được hãng bảo đảm. Nếu hàng có trục trặc, có lỗi, hãng vẫn hỗ trợ bảo hành cho mình, thậm chí đổi mới cho anh em nữa. Thì đó là những cái điều giữa hãng Dewar, một cái thương hiệu hàng đầu trên thế giới, và Store là một cái siêu thị bán dụng cụ cầm tay, có thể nói là uy tín số 1 hàng Việt Nam hiện tại luôn. Mình nói số 1 thì hiện tại mình không dám nói số 1 nữa, tại vì hiện tại có rất là nhiều những cái đơn vị khác người ta mở ra. Nhưng nói về mức độ uy tín thì mình tin tưởng rằng mình có thể nói là số 1 trên em luôn. Tại vì mình trải qua 6 năm rồi và số lượng review của mình trên Google nó đã là hơn gần 500, trên Facebook đã hơn 600 rồi. Mình chỉ tính bằng cái lượt review để đánh giá cái sự uy tín của một cái tổ chức thôi. Thì rõ ràng mình có thể nói là như vậy, và hy vọng là anh em tiếp tục đặt cái niềm tin vào Store 1, tiếp tục niềm tin vào Dewar để chúng ta phục vụ cho cái niềm đam mê DIY của mình hoặc là cái công việc của mình. Rồi chần chừ gì nữa, anh em hãy truy cập vào website là store1.vn hoặc là đến trực tiếp 234 Bình Thới ha. Đây địa chỉ cửa hàng nè, anh em hãy đến đây để anh em mua hàng. Dewar thì cửa hàng mình trưng bày rất là nhiều, đến đây anh em được đội ngũ tư vấn tận tình nữa. Rồi cần gì hỏi các bạn hỗ trợ mình, không mua cũng sao, đến hỏi cả ngày, không mua đi về cũng được, không vấn đề gì hết. Không thì anh em có thể gọi điện thoại tư vấn nếu anh em ở xa ha. Và đây là website ha, website đang có chương trình rất là hấp dẫn, store.lam.vn fan Dewar đang có chương trình giveaway, em đừng quên chương trình này nữa, hai chương trình diễn ra đồng thời luôn, quá đã. Và nếu anh em thấy cái video này hay thì anh em đừng ngại cho mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ. Rất cảm ơn em, mình là Vinh, xin chào và hẹn gặp lại.